Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn trở lại với channel của mình thành CK, và sau đây chúng ta cùng tiếp tục với hành trình trong Outlast Whistleblower nào. Ok, hiện tại thì Hà Nội ở bây giờ rất là nóng, nói chung là nóng bách bíp. Mình ngồi mình toát cả mồ hôi mày, cho dù bật hai quạt thiếu một người mà vẫn toát hết cả mồ hôi, cộng với việc chơi game kinh dị nó lại càng mẹ toát mồ hôi thêm, mẹ nhìn mẹ khó chịu lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mẹ hoàn thành mẹ cái game này cho các bạn. Mình không muốn lấy cái lý do nóng để mẹ ỉ lại bản thân. Thì đấy, ok. Trong phòng này không có gì rồi, có không? Từ mình phải tìm kỹ á. Đấy, có gì thật. Thực sự là không có gì luôn. Ui, cái đồ cụ nhà mày rất cá mình. What the fuck man, mẹ ai lại chơi hù nhau thế mày? Giật mình. Nóng quá. Hay. Đủ. Sao mình nghe tiếng bước chân đây vậy ta? Có mở cửa này không? Ồ đủ má con cá, không mở được cửa này. Ui. Đủ, giật cá mình cái thằng con dịch này. Pin này. Đéo phải đuổi, bố tự đi ok. Mày cứ làm như tao muốn ở đây lắm ấy. Đánh đéo qua được cửa này à? Ui, tôi xong rồi. Nhìn cảnh này ghê rợn. Nhiệm vụ chúng ta là gì đây? Tìm cái van và khóa nó lại. Khóa cái đường khí ga để vào cái airlock là cái bíp thì mình không biết luôn. Ôi đù, hỏng ăn rồi. Đừng bảo là cái thằng ăn thịt người. Oh no. Trời ơi, mình ghê cái thằng đấy từ cái tập trước rồi. Đủ nó giật mình mà từ đầu tập đến cuối tập luôn. Đủ má ăn cá ôn dịch. Trong này có gì không? Đạch trong này đếch có gì? Ô cửa nào cũng mở được này. Ô đủ sắc. Vãi cả bíp thằng này đến kỳ. Ô cái đù má ăn cá. Đừng No Này từ. Quay về từ. Để mình nghe ngóng xem ở ngoài như nào đó rồi mình mới ra. Ok. Không sao. Đù. Sợ quá mẹ ơi. Trong này có gì không? Trong này không có gì. Mẹ cái thằng đấy nó lẩn vẩn quay đây. Nó lẩn vẩn quay đây thì sao chơi? Trời ơi, hỏng ăn rồi. Mẹ ơi, sao mẹ trò chơi đấy rồi, sắp xếp cái thằng này rồi. Cái đồ gì? Oh no. Fucking shit. Đóng cửa vào. Nấp xuống giường Thành ơi. Rip Thành. Lại một người nữa ra đi. Lại một người nhắm đôi vi thôi, xong. Nó vào đây là nó hiếp mình rồi, hỏng ăn thôi. Ui, ui, ui. Đù. Ồ mày quá, đủ mà ăn cá thằng ôn dịch nó lại ngu mới hay chứ. Tưởng nó thông minh thế, đéo nào. Ok đù, ui. Đang trốn ngon lành tự nhiên ra tổ đầu ra Thành ơi. Ngu đéo tả được. Trời ơi, hỏng ăn rồi. Bên đi đường nào nhỉ? Nhảy đây không? Yes. Ồ. Đù, mày quá. Đủ mà ăn cá suýt nữa thì kia nó địt mẹ nó thông đít cho chết vỡ mồm. À phòng khí ga này. Chắc trong này có một cái van nào đó. À đây. Vạn và bạn. Ok, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sử dụng cái đài radio ở trong nhà tù. Ok. Mình thề là mình vẫn nghe tiếng bước chân của thằng ôn dịch kia. Ô đủ nó lát. Má ăn cá. Thằng ôn dịch kia đâu rồi? Hình như bây giờ phải trở lại cái đường cũ sao ấy. Trời ơi, nóng quá các bạn ạ. Thề mình định là không quay, bởi vì là quay khó chịu lắm mẹ. Mồ hôi mà ke chảy mẹ đầm đìa này. Nhưng mà thôi. Vì Ui, đù. Tổ sư này nó phục kích sẵn ở đấy rồi. Đù má ăn cá.
hỏng ăn rồi. Ui, anh ơi, bình tĩnh, đóng cửa Thành ơi, đóng cửa vào Thành. Đúng rồi. Ui, what the fuck? Chạy đi Thành ơi, đừng nhìn lại. Ô, sao mày nhìn lại mày? Ồ, ngon. Thấy chưa? Chơi là nó phải chơi pin, chơi là nó phải bình tĩnh thì mẹ em ok. Chứ chơi mà hoảng như tập trước thì thôi xong rồi. Chạy gọi là đầu tập đến cuối tập luôn. Đù má bây giờ vào đây à? Mình cứ thấy cái cửa nó mở là mình lại vào. Ui, giật mình, đù má cái thằng ôn dịch này. Đập cửa nhẹ tay thôi. Oh shit, có thằng ngủ gật trong phòng vệ sinh. Thằng này đi ỉa, chắc bị táo bón xong mẹ ngủ gật luôn. Oh shit. Trong này có gì không? Ơ, tức là, xem nào, ở đây có gì không? Đây là đường cụt thì phải đúng không? À không, đây, đi qua đây được. Ơ, bây giờ mình phải đi đâu nhỉ? Hình như đây chỗ cũ thì phải. Nhìn ngay như kiểu chỗ cũ ấy. Đúng nhỉ? Hình như đây chỗ cũ thôi rồi, mình quay lại đã. Hình như còn một lối nữa thì phải. Đây chỗ cũ mà, cái chỗ mà tập trước mà. Oh no. Sao mình lại có thể mù quáng nỗi vậy? Oh. Nóng quá. Đủ má ăn cá. Chắc trong đôi phải đi tắm thôi. Ơ đủ đây. Đây đường cũ mà. Ơ hình như là bây giờ chỉ còn một đường thôi phải không nhỉ? Ở đâu? À đây đường mới đây mà. Ngon chim. Thế chứ. Lại một người nữa ra đi. Lại một người nhắm đôi mê. Oh no. Đù. Ôi đù. Sao con đường này nhìn kinh vậy ta? Đù. Mình không muốn chơi qua đoạn này đâu. Mẹ nhìn ghê lắm. Ui, tôi xong rồi. Qua cái đoạn này có khi là không ổn đâu các bạn ạ. Mình thề là mình giận nhất là cái kiểu mà sương mù này. Hồi mình chơi Silent Hill là mình đã sợ lắm rồi. Sao mình cứ nghe tiếng bước chân đâu ra nhỉ? Ui, cái gì đấy, cờ lờ cái thế? Đủ má thằng ngôn dịch nào? Ui, đủ má ăn cá. Thế, thôi rồi. Thôi rồi, mình sẽ dừng tập 4 này ở đây. Ok, hẹn gặp các bạn ở tập sau. Bởi vì là trời thì vừa nóng mà mình lại vừa bị jump scare một quả mà kinh dị quá. Ok, mình mong là các bạn thích tập này. Nếu bạn thích nhấn like, subscribe, comment và share để mình có động lực làm thêm video tiếp. Ok, tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 5. Ok, bye.